Trên Quy Dinh lâu quá vậy? Dinh lụm lụm, để mi lấy bọc coi cua bạn đâu. Cái luôn đâu mà anh Quy, cua cái giờ giờ cao lên coi đây. Wow, đã. Chào mọi người. Hello, chào mọi người. Nè. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi thả lưới. Anh em mình kiếm được một địa điểm mới các bạn ơi. Đây cái địa điểm của anh em mình nè. Thì mặt trời bên đó cho nên là hơi chói nắng tí. Đó. Thì giờ mình tay anh Quy tay mình dăng đường bên đó, anh Quy dăng đường này rồi hồi đuổi các bạn. Đang mắc cua các bạn ơi. Chạy đâu cho thoát. Đó. Cua chà bá lửa luôn. Bà mẹ nó. Đây. Cua đồng. Cái địa điểm mới này cũng không ổn mấy các bạn ơi. Cá ít quá. Thấy nó chạy quá trời luôn mà sao ít xíu à. Cá sặc đồ được mấy con cá rô. Cá sặc bự bự không à. À trời ơi. Sặc bướm, sặc mấy nãy. Nãy anh em mình vô đây gặp con sóc các bạn. Chạy mất tiêu rồi. Nó vô nóc nhà. Nó bay như chim vậy. Sóc mà bay nó nhảy nó phong, nó phong còn hơi tiểu lý phi đau không. Ồ, dưới cái mưa nó cá quá trời đục đi mà gác quá. Thì cái dạo của anh Quy dân các bạn là dính có mấy con à, không biết cái dạo của mình như thế nào nữa. Giờ mình đi dân thử ơi, đi cuốn thử chứ. Đây mình dân cái đường này nè, không biết là có thành quả không nữa. Thank you.
dính vuông bụng các bạn. Nè, dính cá cũng bộ mà. Anh Huy sẵn lội qua đây giăng lưới anh bẻ cái mấy bắp chuối các bạn. Về mình cá đó mình kho, mình luộc, mình chấm ăn cũng được nữa. Đi. Hay để xào cũng được. Rồi đi múc cua đi. Đây bạn ơi, giăng đây thắt thu quá, anh Huy anh xuống cái mương này anh giăng luôn, sâu hết biết. Anh lội này gặp cổ luôn rồi. Chắc trời này cũng 8-9 giờ cho nên là trễ rồi, tặng về một mấy anh em mình đi làm nữa. Chứ anh em mình cuốn xong tà này cái đi thục cua các bạn ơi. Kiếm cua về chiên giòn ăn. Đi thục cua anh Huy? Ừ. Ừ, ok. Ờ, không dính rồi bạn ơi. Sâu nó ụt quá trời ụt luôn mà không dính không biết. Này kiếm cái ruộng nào mà cạn cạn anh Huy. Nó vừa tay lưới á. Cái thấy cá chạy dần dở nghe mình văng cái ha. Gỡ bể tay luôn. Văng bể tay ai dám văng trời. Gỡ bể tay. Không dính một con luôn. Rồi héo queo bạn ơi. Nước sâu quá hay sao á. Cá ụt quá trời muốn dính trời. Còn không dính con nào luôn trời. Dâm thế trời. Dưới này chắc ăn khô quẹt quá. Lội vô cố biết nãy ta văng ruộng rồi ngon rồi ha. Ừ. Nãy thấy sóc chạy trên đó đó bạn. Nó chiền qua tàu dừa trời eo. Sóc cho bá lửa. Dính con nó sặc à. Sặc bự rồi. Nó nói chứ anh em mình nãy giờ dính cũng được 6-7 lạng rồi các bạn. Đủ ăn người. Đủ ăn nhà chứ. Rồi anh em mình đi thục cua nữa các bạn. Nãy mình đi ngang đó thôi mà mình bắt được con cua trong hang. Mấy nái luôn. Cây cuối quá trời. Ok bạn ơi. Anh em mình cuối xong tay này. Anh em mình nghỉ văn này. Văn không dính mà. Hôm gà mình bị bệnh cho nên nằm nhà không đi văn được. Tháng này bị cảm nhiều các bạn ơi. Cảm sổ mũi sốt quá trời. Mắc mưa nhiều quá. Như là em phần đi mất mưa các bạn. Nếu các bạn thấy thích anh em mình hãy cho anh em mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình các bạn. Các bạn đừng quên chia sẻ video ủng hộ anh em mình nha. Anh em mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Về mấy số cá đó anh em mình về muối cái chiên ăn cơm bạn. Ăn cơm xong đi làm. Chào các bạn anh Huy. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Làm gì anh Huy? Móc cua. Cua hả? Móc thằng cua hả? Ừ, sâu quá. Trời ơi cái bọng cây này làm con gì anh Huy? Nó hai ghét cho chồng nó làm ổn à. Còn do luôn kìa. À, lại thấy cua chạy vô một. Sâu quá hả? Sâu quá. Dạ. Gặp nó chưa? Gặp rồi. Gặp rồi bạn ơi, gặp cua bạn ơi. Ý à. Kệ bài. Dính này. Dính trưởng rồi. Anh bị dính trưởng rồi các bạn ơi. Ngon lành này. Dính này. Dính trên Huy. Dính rồi. Lâu quá vậy? Ý à. Lấm. Để em đi lấy bọc đây. Của bạn. Đâu. Cái luôn. Đâu mà anh Huy? Giờ cao lên cây. Đây. Wow, đã ha. Gặp các bạn á. Bỏ vô anh Huy. Nãy giăng lưới được nhiêu nè bạn, có con cua nãy mình bắt nó.
trọt vô đừng cho nó kẹp con cá. Đó, trọt vô kiểu này hồi xưa còn nhỏ hay muốn chơi cua là phải chim vô cái càng đó các bạn. Lấy cái mèo của nó cho đừng nó kẹp. Rồi tiếp tục đi theo đường này bắt ha. Nghe nó có anh Huy. Gà quá. Gà đúng không? Tiếp tục thôi. Hết đường rồi anh Huy. Hết rồi. Hết đường rồi. Đường cùng rồi. Đi kiếm chỗ khác nữa. Đi. Nhanh Huy. Uống nước dừa khát nước quá. Mấy qua đó bẻ dừa hả? Ừ, dừa của ông nội anh á. Dừa của ông nội anh. Ở đây là cái khu ta vui hoạch các bạn. Cho nên là ở đây ta bỏ quen chứ không phải là của ai hết á. Của nhà nước á. Ừ. Đây mời các bạn uống nước dừa. Nên vô đây bẻ thoải mái lắm. Ngon như trời. Quá đã. Đây, con sóc nó cạp nè, còn hơn mình nữa. Về nước nhiều không bạn? Thôi về ha. Ừ. Trễ rồi, ước mình mẩy nha, ước. Hay quá.